Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Quỷ Thời Liên Thuyên do Đa Mỹ Tường truyện thực hiện. Hồi thứ 19, Quỷ Chú, phần cuối. Đúng vậy, tuyến xe buýt đã chở chúng tôi đến đây đã hết từ rất sớm. Lúc này đã không còn chạy nữa. Nếu muốn về thì quả thật chỉ còn nước đón xe taxi. Chúng tôi đứng ra bên vệ đường lớn chờ mãi. Gần 20 phút đứng chịu gió lạnh mới có một cái chiếc xe chờ tới. Tài xế nhìn chúng tôi đầy vẻ nghi ngại, có lẽ thắc mắc là vì sao hai người chúng tôi khuya thế này còn lãng vảng gần nghĩa địa. Từ cái vẻ mặt của anh ta, thậm chí có thể nhìn thấy anh ta rõ ràng là đang nghi ngờ chúng tôi có phải là người hay không nữa. Tôi bèn vội vàng mà giải thích. Anh ơi, tụi tôi là nhân viên bảo vệ Nghĩa Trang, ngày hôm nay phải tăng ca nên mới ra tể thế này. Anh ta còn bán tính bán nghi, nhưng chúng tôi cũng không có quan tâm nữa. Chỉ mau mau lên xe cho anh ta địa chỉ, bảo anh ta đi nhanh nhanh chứ đứng trước nghĩa địa quá lâu quả thật là không có tốt về tới nhà rồi cũng không buồn nghỉ ngơi tôi vội vã tháo cái bao ni lông lấy cái bức thư ra lúc này mới nhớ lại khi nhạc lan còn sống đã mấy lần nhìn thấy cô bé cặm cụi viết viết xó xó cái gì đó tờ giấy khi ấy rất giống như là cái phong thư này lẽ nào kể từ lúc đó nó đã chuẩn bị cái bức thư này cho tôi sao Bạch Dực cầm bức thư bắt đầu đọc ngay. Cả ngày anh ta đã khẩn trương vất vả một hồi, lúc này trên trán đã đè mồ hôi lắm tắm. Tôi dù sao vẫn còn đỡ hơn vì được ngủ tới trưa, nên lúc này tôi bèn đi lại rót cho Bạch Dực một ly trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh cùng đọc lá thư. Nét chữ của Nhạc Lan rất ngay ngắn đường hoàng, từng nét từng nét cứng cỏi, rõ ràng là viết đầy cả trang giấy. Nội dung bức thư là Thưa thầy An, khi thầy đọc lấy cái bức thư này thì có lẽ em đã không còn trên đời này nữa em là một đứa trẻ không hạnh phúc những người đã từng tiếp xúc với em cũng không có may mắn vì em nhìn thấy trước cái chết giống như đã nhìn thấy cái chết của cha và cả cái chết của chính mình nhưng lại chỉ có thể đứng một bên bất lực cho nên mọi người xung quanh đều nhìn em ghét bỏ em khinh bị em thầy an là một trong số rất ít người đối xử với em tốt nhất cho nên em thật sự không muốn nói cho thầy biết cái chuyện này nhưng lại không thể không nói em dằn vặt rất lâu rất lâu nhưng nếu không nói cho thầy biết em nghĩ em sẽ có lỗi với thầy cho nên trước khi chết thể nào cũng phải viết bức thư này đây là di chúc của em cũng là cái dự báo cuối cùng của em em thấy cái chết của thầy đúng em đã nhìn thấy thầy chết hơn nữa còn là chết vô cùng quá dị ngay lúc này đây, nhớ lại, em còn cảm thấy rất là đáng sợ. Em không thể xác định thời gian, cũng không thể xác định được nơi chốn hay nguyên nhân vì sao thầy chết. Nhưng mà em đã nhìn thấy một cái bóng đen, nó vẫn luôn theo sát bên cạnh thầy. Nó ở cạnh thầy, luôn luôn ở bên cạnh. Tiếp theo, em sẽ kể cho thầy biết những cái gì em nhìn thấy. Em thấy có rất nhiều nước, trong nước đầy cái tiếng khóc than. Còn có rất nhiều cánh cửa, từng cánh từng cánh lần lượt mở ra bên trong là một cái động sâu rất đen rất tối trong động chất đầy thi thể tất cả đều đã thối rữa đen ngòm không khí chung quanh lạnh như băng lạnh tới nỗi làm cho người ta nghĩ tới đó là một cái phần mộ thầy nằm trên một cái quan tài bằng đá cả người đều là máu mắt mở trợn trừng miệng há hốc cũng toàn là máu giống như là đã nhìn thấy cái gì đó rất là kinh khủng trước khi chết vậy trên bốn phía vách động đều là những bức họa kỳ quái màu đỏ rực nhìn không thể hiểu là cái gì. Em muốn tiến đến gần quan tài của thầy, nhưng không sao bước về phía đó được. Mà kinh khủng nhất là bên cạnh thầy có một con quái vật. Một con quái vật rất ráng sợ, nó cứ trờn vờn xung quanh đó, nhìn thầy chăm chăm, nhưng em không nhìn rõ diện mạo của nó, vì xung quanh nó phủ đầy khói đen. Ở trong động còn có một người nữa, là thầy bạch dực, thầy ấy ngồi dưới đất, cả người cũng đầy máu, thầy ấy bị thương rất là nặng, nhưng chưa có chết. Thầy ấy cũng cố gắng hướng về phía thầy mà nhích đến nhưng cũng không thể tới gần được, mà còn một người nữa, trong động còn một người nữa. Nhưng em không nhận ra cái người này, nhưng anh ta cũng sắp chết. Em nhìn thấy một cái điều rất là lạ, đó là em đã thấy chính cái đôi mắt của mình, không sai, trong số những cái hình vẽ quái dị ở trên vách đá, em đã nhìn thấy một cái đôi mắt mà từ ở trong đó vươn ra rất là nhiều bàn tay xung quanh nó đều là sương khô thật sự rất là giống đôi mắt của em những bức họa ấy đều được sắp xếp theo một cái trình tự nào đó bên cạnh đôi mắt của em chính là vẽ một cái gốc cây rất là to trên cây còn treo đầy đầu lâu có hai người cúng bái ở trước cái cây bức họa thứ ba là vẽ rất nhiều phụ nữ mang thai bò từ trong một cái động đen ngòm đi ra trên mặt của họ đầy cái vẻ tuyệt vọng bọn họ giống như bị trói chặt ở ngay cái cuốn rốn của mình muốn trốn mà trốn không có thoát Em muốn nhìn cái bức thứ tư nhưng nó đã bị máu nhuộm đỏ lồm lồm Chỉ có thể lón thoáng nhìn thấy một cô gái Một cô gái đang ngồi trước gương trang điểm Sau đó thì không thấy gì nữa cả Khi em tỉnh lại từ trong ảo giác Thì thấy bản thân vẫn còn ngồi trong lớp học Thầy đang giảng bài bên trên Chủ đề là về những cái bích bích họa trong cái hang động Màu đỏ của những cái bức họa này thì đang giải qua thật rất là giống với những cái bức họa em đã nhìn thấy. Tùy nó ra có thể là thầy không tin, nhưng xin thầy hãy nghe em, tuyệt đối đừng tới gần nước, tuyệt đối đừng có rời xa thầy bạch giật. Thầy ấy là người duy nhất có thể cứu thầy. Còn nữa, cái bóng đen kia vẫn luôn ở bên cạnh thầy, có thể là bất kỳ ai xung quanh. Vì thế, thầy đừng nên dễ dàng tin tưởng người nào cả, hãy dùng cái chính đôi mắt của mình mà dò xét phán đoán mọi thứ. Những việc này liên tiếp với nhau, tiếp theo còn có thể có nhiều chuyện phát sinh nữa. Có thể thầy sẽ thoát, vì em cảm thấy cái chết của thầy quá kỳ quái. Dường như một thứ nghi thức vậy, loại này cứ như thể là tế thần ngày xưa. Cuối cùng, em muốn cảm ơn thầy vì thầy đã luôn giúp đỡ em, dù rằng có lẽ em cũng không còn cơ hội trực tiếp nói với thầy lời cảm tạ nữa. Nhạc Lan vĩnh biệt. Bạch Dực chậm rãi buông cái bức thư xuống nhanh chầm chầm cái nền nhà như là muốn dùng cái ánh mắt của mình đào ra một cái lỗ thủng ở trên đó. Tôi cầm lấy cái bức thư xem xét, thấy Nhạc Lan còn vẽ lại những cái hình ảnh mà mình đã nhìn thấy nữa. Nhưng cái cảnh ở trong tranh đều rất mơ hồ. Dưới con mắt của tôi chẳng khác nào là một cái đồ án kỳ quái của các dân tộc thiểu số. Nhưng mà cái nội dung của chúng thì có thể đại khái là nhìn ra được. Xem hết thư xong, chỉ cảm thấy đầu nhất bưng bưng, cảm giác như bị ai đó thắt chặt cái cổ không sao thở được. Vì thế, tôi cởi bớt cái cổ áo, so so cái cổ đã tót đầy mồ hôi lạnh mà hỏi Bạch Dực, anh có ý kiến gì không? Qua hồi lâu, Bạch Dực mới chậm rãi trả lời, có biết cái ngày hôm qua tôi đã đi đâu không? Tôi lắc đầu, anh ta gấp cái lá thư lại bỏ vào trong phong bì, thở dài, tôi đến chợ quỷ tìm tá thọ bà. Đây là cái câu trả lời mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Vì thế Liên nhìn bạch giật chằm chằm run run mà hỏi Anh, anh tìm bà ta để làm gì? Anh ta đáp Vì tôi biết quỷ chú không phải là cái thứ thuộc về nhân gian Sự tồn tại của nó đã cách đây rất là lâu rồi Thậm chí còn xưa hơn cả thời Tây Hán rất nhiều Khi ấy thuật phù thủy vô cùng hưng thịnh Các loại biện pháp liên lạc với thần linh ma quỷ đều được sử dụng triệt để Trong đó có cả những cái phương pháp cực đoan dùng ác quỷ để khống chế thần linh anh nhấp một cái ngụm trà, ngưng một chút rồi hỏi tôi, "Tiểu An, tôi hỏi cậu, cậu nghĩ thần là một cái loại tồn tại thiện hay là ác?" Tôi vốn cũng có hứng thú với cái những cái vấn đề tâm linh thế này, nhưng chẳng phải người ta thường nói, ngẩn đầu ba thước thấy thần linh đó sao? Như vậy thần linh làm sao mà có thể là ác được? Dường như cảm nhận được cái suy nghĩ của tôi, Bạch giật liền lắc đầu nói, "Không hẳn đâu." thần linh hay quỷ thật ra cũng như nhau cả thôi đều chỉ hành động vì lợi ích riêng của mình không có trách nhiệm tạo phúc cho bất kỳ ai nhưng con người thì nghĩ rằng thần sở dĩ được gọi là thần là vì bọn họ có được cái sự sùng bái và cung phụng của con người vì thế họ cũng phải có trách nhiệm thực hiện những cái mong muốn của con người nếu họ không đáp ứng nguyện vọng của con người vậy thần linh cũng chẳng khác gì làm ác quỷ đối với con người mà nói chẳng có gì khác nhau Tôi cũng đồng ý mà gật đầu Thầm nghĩ Quả thật là như thế Con người cầu thần bái Phật Suốt cuộc chúng chỉ vì lợi ích riêng của mình mà thôi Nếu không được đáp ứng Cũng chẳng ai thèm cúng bái nữa Bạch Dực lại nói tiếp Vì thế mới sinh ra những cái thứ quỷ chú Dùng để uy hiếp thần linh mà bác khổ quỷ chú chính là một trong cái số đó Những người đã sáng tạo ra nó chẳng ai khác chính là Chu Văn Vương, Cơ Sương ông ta có một cái sức mạnh đáng sợ, thậm chí đạt tới mức thông thần. Cho nên, cũng chỉ có ông ta mới nghĩ được ra cái loại chú pháp uy hiếp thần linh khủng khiếp thế này. Đó là chọn ra 36 người có năng lực thật tài giỏi, dùng 8 cách thức cực kỳ thống khổ mà giết chết. Sau đó, đem nhốt tất cả án linh của bọn họ vào một quỷ khí. Phương pháp này thật không khác gì là một quả bom, vì con số 36 là con số của chòm sao bắt đẩu mà 36 linh hồn này lại là những cái địa linh nhân kiệt thiên tài hiếm có Cho nên người ta bảo lượng oán khí sinh ra từ đó Thì quả thật là thần linh cũng không thể chịu nổi Nhưng ngược lại cũng không thể tìm 36 người tình nguyện chịu chết Nói cách khác phải tìm những cái kẻ không muốn chết nhất Thì mới có thể sinh ra án hận Cho nên sau khi cái phương pháp này chỉ truyền lại một cách bí mật ở trong vương thất cái vò ban đầu mà cậu cho tôi xem chính là một cái loại quỷ khí chứa các ác chú này. Ai bắt được là kẻ đó phải gặp xui xẻo. Tôi nhớ lại cái vò đen thui dơ dái ban chiều, nghi hoặc mà hỏi. Nhưng cho dù là như vậy thì anh tìm tới chợ quỷ để làm gì chứ? Lúc trước anh chẳng phải bảo người sống không nên tới đó là gì? Anh ta nhìn tôi xấu hổ mà ho khang vài tiếng. Vì tôi nghi ngờ chuyện lần này có liên quan đến cái vụ huyền hoàng bách lần trước. Tôi nhíu mày cố gắng nghĩ xem có thể có dây mơ rễ má nào giữa hai chuyện này hay không. Nhưng chỉ nhớ tới cái cảm giác kích thích đáng sợ mà nó mang lại. Huyền hoàng bích lạnh như băng, lạnh đến thấu xương tị cũng phải muốn đóng băng lại. May mà cuối cùng cũng chính nó đã cứu chúng tôi một mạng. Bạch giật hỏi, cậu có nhớ khi bắt được huyền hoàng bích trong tay có cái cảm giác bất thường gì không? Tôi lắc đầu, Lúc đó lạnh quá, đầu óc tôi đang bị kích thích cao độ. Thật sự tôi không còn nhớ rõ cái chuyện khi đó là thế nào nữa. Thật sự không biết có gì bất thường hay không. Bạch giật vuốt nhẹ cái ly trong tay. Nhưng tôi thì chú ý có một cái điểm chi tiết. Tôi vội vàng hỏi lại, là cái gì? Bạch giật ngẩng đầu lên nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu hoàn toàn không còn là bản thân cậu nữa. Nó cực kỳ oán độc. Tôi ngơ ngác mà nhìn anh ta, anh ta tiếp tục nói. Ban đầu tôi tưởng là do cậu bị kích thích quá nên mới làm ra vẻ như vậy Nhưng sau này nghĩ lại Ánh mắt đó hoàn toàn không phải là thứ cảm xúc mà một con người có thể thể hiện được Cần phải mang ở trong lòng biết bao nhiêu oán hận Mới có thể mang được cái ánh mắt thâm độc tàn nhẫn tới như vậy Nhưng tôi không có nói cho cậu biết Thứ nhất là để khỏi dọa cậu sợ thêm Thứ hai là cái bản thân tôi cũng không có chắc chắn Tôi sờ sờ hai cái cái mắt của mình Chờ bạch dực nói hết Lần này tôi đi tìm quỷ bà kia cũng là để xác nhận một chuyện Quả nhiên cái vấn đề không phải là ở huyền hoàng bích Mà là nằm ở cái hộp trước của nó Cái hộp đó cũng là một cái quỷ khí Hơn nữa bà ta cũng biết con người tuyệt đối không thể chạm vào cái hộp Nhưng mà bà ta bảo là vì không ngờ chúng ta sẽ đi mở nó ra Cho nên cũng không biết gì nhiều hơn chúng ta tuy tôi nghĩ bà ta thật sự còn giấu giếm chúng ta rất nhiều việc nhưng ít nhất có thể khẳng định được một việc là cái hộp này ban đầu không thể dùng để chứa ngọc vậy thì ai là cái kẻ đánh tráo nó mà nếu nó là một cái loại ngồi nổ vậy cái quả bom nằm ở đâu cũng chỉ biết vậy vì tư liệu trong tay của chúng ta còn quá ít vẻ mặt của anh ta tràn đầy ảo nạo mà nhìn tôi lúc đó tình hình quá gấp gáp chúng ta chỉ chăm chăm quan tâm tới huyền hoàng bích mà không để ý tới cái gì khác Huống chi nếu trên mặt quỷ khí không khắc tên 36 ác quỷ Thì quả thật trong chúng chẳng khác gì là những đồ cổ thanh đồng bình thường Tôi trước đó không hề ngờ tới cái chuyện này Nên khi cậu cầm lấy cái hộp đó Cũng đồng thời mở ra bát khổ chú mất rồi Tôi ừ một tiếng Sau đó trầm ngâm suy nghĩ Nếu thật sự đúng như những lời bạch dực nói Quả thật tôi là cái kẻ xui xẻo tám kiếp Đụng trúng ngay một cái tai họa dễ sợ đến như vậy những người đã phát hiện ra cái vò khắc cái hình rồng cuộn kia Có lẽ cũng vì bác khổ khởi động mà chết Thật giống như lời nguyện Tun Ta Khamen bên Ai Cập vậy Nhưng những gì tôi đã gặp phải Và bọn họ không có giống nhau Tôi đem nghi vấn đó nói với Bạch Dực Anh ta cũng ngẩn ra một lúc rồi mới nói Cũng có thể là do từng người khác nhau Nên có lời nguyện khác nhau chăng Hoặc là cái thứ quỷ chú trên cái vò kia Không phải là loại quá lợi hại Còn quyền Quan bích thì khác Bản thân nó là thần vật, thậm chí còn cao hơn cả hoàng thi bích trong truyền thuyết một bậc. Cho nên thứ quỷ chú chứa trong cái hộp kia chắc chắn không hề tâm thường. Tôi nghĩ dường như bạch dực còn giấu mình cái gì đó. Anh ta không dám nói hết. Có lẽ là vì sợ nếu thật sự nói ra, tôi sẽ không chịu nổi chăng. Bất quá, nếu anh ta đã không có nói, thì cũng là vì tốt cho tôi mà thôi. Tôi cũng không có muốn ép anh ta, liền quay về hiện thực vậy chúng ta phải làm gì bây giờ bạch dực thở dài một cái đứng lên bước tới bên bàn làm việc lấy cái tờ giấy hôm qua đã viết ra chọn một cái chỗ giấy trống rồi viết tên của tôi vào giữa sau đó cầm bút nói nếu suy si đoán của tôi không sai bác khổ mà cậu gặp phải không tuân theo thứ tự bình thường mà là theo một cái quy tắc đặc thù nào đó đầu tiên tôi đón chính là tử tử ứng với cái chuyện của nhạc lan cậu có nhớ những cái giọng thơ mà nghe được trong lúc đầu óc rối loạn không tôi ngẫm nghĩ hồi lâu có phải ý anh là câu tử nước mắt người chết hay không anh ta gật đầu viết vài chữ tử nước mắt người chết nhạc lan lên giấy rồi tiếp tục nói đây là bước đầu tiên của lời nguyền ứng thẳng vào tử vong cho thấy nó gần như trái ngược với cái bác khổ khởi niệm trợn thông thường cơn ác mộng phải từ tử vong mà sinh theo sau đó là những gì nhạc lan đã ghi ở trên giấy thì tiếp tục là cầu bất đắc tội lỗi đam mê ứng với cái tội này không ai khác chính là hai cha con thờ cúng cái cây cũ bộc phệ hồng cất. chuyện sau đó là về cái giường có ma cũng tức là sinh nội khổ lưng hồi chuyện cuối cùng gặp phải đó là hai người phụ nữ trong linh viên đó là lão oán niệm cố chấp phần còn lại trong thư nói đã bị máu đổ lon lỗ không có xem được nữa có thể nói là quá sức xui xẻo vì bốn kiếp nạn này chúng ta đều đã đã trải qua rồi cho dù lần nào cũng hung hiểm nhưng chung quy cũng là đã qua rồi chỉ là không có biết tương lai còn có thể xảy ra những cái gì bức thư này thật ra là chẳng có máy tác dụng đột nhiên điện thoại di động của tôi reo vang lên khiến cho cả hai chúng tôi đều giật nảy người tôi tức giận nhấc cái điện thoại lên nhưng vừa alo thì bên kia đã vang lên cái giọng gấp gáp của ngu bì tử cậu ta dường như đang cực kỳ hoảng loạn giọng nói cứ như lạc đi gần như là hét vào điện thoại alo an tử hả cái cái vò kinh khủng quá còn nhớ cái ông giám đốc viện bảo tàng mà tớ kể hay không tối nay ông ấy vừa chết rồi chết bên cạnh cái vò đó lại còn dùng chính cái thanh kiếm thanh đồng bên cạnh đó mà tự sát chứ lúc chết ông ta còn như là đang cười ấy tớ thấy sợ cái đời tớ cũng không quên được cái nụ cười ấy mất dễ sợ lắm cậu cậu thật sự đang gặp phiền phức gì với cái thứ đó sao cậu phải cẩn thận đấy cái vò đã bị sở nghiên cứu mang đi rồi Chuyện này bị phong tỏ rồi Giấu kính rồi Cậu cậu nhớ đừng có nói với ai Tớ tớ chỉ muốn cho cậu biết Ngay lúc cậu ta còn định nói cái gì đó Chợt bên kia điện thoại vang lên một cái tiếng rít chói tai Nghe như là đường truyền tín hiệu có vấn đề Sau đó điện thoại cũng bị cắt đứt Tôi vội vàng tìm cách gọi lại Nhưng bên kia đã tắt máy Tôi sững sờ quay lại nhìn bạch dực trân trối Bạch Dực cũng chăm chăm mà nhìn tôi nhưng không có nói gì. Kỳ thật cũng không cần phải nói gì. Vẻ mặt của tôi lúc này chắc chắn anh ta đã đón được cái chuyện gì vừa xảy ra. Hoàn toàn không phải là cái chuyện tốt. Tôi dứt dứt tóc kể lại cho Bạch Dực nghe. Ánh mắt của anh ta càng nghe càng lạnh đi. Cuối cùng cả hai chúng tôi đều chìm vào im lặng. Bầu không khí cũng lạnh như băng. Một lúc lâu sau Bạch Dực dứt khoát đứng lên nói. Đừng nghĩ nữa, đi ngủ cái đã mọi chuyện tính sao tôi vội vã mà gật đầu cởi áo khoác ngoài lên giường nằm vừa đặt lưng xuống mới cảm nhận cả cơ thể của mình cứ như bị trăm cân đè lên cứ nặng trĩu như chì tôi uể oải nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau tôi quả thật không có muốn dậy nhưng bạch giật kiên trì tha tôi vào nhà vệ sinh rửa cái mặt u ám như u hồn bạch giật dường như cũng không ngủ ngon lắm trông mắt đỏ ngầu nhưng vẫn đúng như thường lệ Ngày ngày dậy sớm để còn ra ngoài mua báo Tôi thờ người ngồi ở bên cạnh anh ta Cầm một cái quầy cháo quẩy nhét vào miệng Sau đó ngoắt ngoắt tay ra hiệu cho tôi mượn cái tờ báo Nhưng bạch giật chỉ nhìn tôi một cái không đưa Tôi mệt mỏi bèn mở miệng hỏi Không mua báo mới hà Anh ta chầm chầm mà nhìn thẳng vào mắt của tôi rất lâu Cuối cùng mở miệng Cậu bạn học làm việc ở viện bảo tàng của cậu Chết rồi cái tin này đến làm tôi như cứ bị sét đánh trúng, máu trong người thoáng chốc như muốn chảy ngược. Cái bánh trong trai rơi xuống đất từ lúc nào không hay, chỉ biết run rẩy hỏi, cái cái gì? Chết đã 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 chết thế nào? Anh ta mở cái tờ báo ra, chỉ một cái tin ở trong đó mà nói, cậu đọc đi, tối qua tại khu triển lãm đồ thanh đồng một nhân viên viện bảo tàng đã đánh vỡ cái lồng kính thị tinh rút trong đó ra một thanh kiếm thanh đồng cắt cổ mà tự sát chết tôi lập tức vồ lấy cái tờ báo quét qua một lần sau đó ngẩn lên mà kinh hoàng nhìn bạch dực không không thể nào tối qua cậu ta còn gọi điện cho tôi mà thật sự là quá kỳ quặc cậu ta bảo người tự sát là giám đốc cơ mà Sa sao bây giờ lại thành cậu ta bạch dực gỡ kính xuống vuốt vuốt cái mũi mà nói có nhớ tối qua cậu ta nói gì không cái chết của giám đốc đã bị bưng bít rồi tôi nghĩ ra một cái khả năng vội hỏi ý của anh là cả hai cùng chết mỗi người dù một thanh kiếm tự sát anh ta im lặng rồi nhìn tôi cuối cùng mới nói đó cũng chỉ là một cái sự suy đoán tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không dám chắc nhưng cái chết của cậu ta quá mức đột ngột ngay khi cậu ta định nói cho chúng ta biết cái gì đó cậu không thấy việc này quá mất quá dị hay sao tôi đờ đẫn nhìn cái tờ báo trong tay thật tình không còn muốn nhìn thấy gì nữa trong đầu tôi chỉ văng vẳng những cái lời bạch dực đã nói việc này quá mất quỷ dị hơn nữa trong lòng tôi còn có cảm giác vô cùng ân hận giống như chính tôi đã hại chết cái người bạn cũ của mình ngu bị đường là một cái đứa bạn tốt lúc trước có thể coi như là bạn thân tuy tốt nghiệp rồi mỗi đứa một hướng nhưng lúc nào cũng giữ liên lạc vậy mà chỉ trong chút lát thành ra biển trời cách mặt tôi đột nhiên cảm nhận sâu sắc cái nỗi khổ của bác khổ của con người nỗi khổ nhìn thấy cái vận mệnh của mình lại không nằm trong tay của mình đây là lần đầu tiên từ khi ra đời cho tới giờ tôi cảm thấy cái sự khủng khiếp của số phận. Trước đây cũng có nhiều chuyện đáng sợ xảy ra, nhưng chỉ cần có bạch dực ở bên, tôi liền vô thức mà an tâm rằng chuyện rồi cũng sẽ qua. Nhưng lần này thì không phải. Lần này tôi cảm thấy một cái cảm giác gần như là tuyệt vọng, đột nhiên là chỉ muốn phát lên cười thật to. Vì thậm chí còn không có biết là hôm sau tôi có còn an lành mà đón ngày mới hay không nghĩ tới đây tôi giật mình hoảng hốt nắm chặt tay cố làm cho bản thân bình tĩnh lại bằng không ngoài trường ngồi chờ chết thì quả thật không còn khách nào khác tôi nhìn sang bạch giật, thấy cái ánh mắt anh ta cũng như là ngời sáng bạch giật gật nhẹ đầu như muốn ăn ủi tôi đường có gian nan cũng phải đi cho đến hết hơn nữa tôi nghĩ chúng ta đang càng lúc càng tới gần chân tướng hơn chẳng lẽ cậu không muốn biết cái mục đích cuối cùng của lời nguyền là gì ư nghe anh ta nói như thế giống như đột ngột bị xói một cái chậu nước lạnh tỉnh hẳn cả người đúng vậy lời nguyền ban đầu phong trong cái hộp chứa huyền hoàng bích nhưng rõ ràng đã từng bị ai đó đụng vào tuy tin tức này là do tá thò bà nói nhưng cũng có thể thấy là nó rất là khá đáng tin bởi vì nếu bà ta muốn chúng tôi chết vậy căn bản không cần phải vòng vèo như thế làm gì còn cái bóng đen mà nhạc lan nhắc tới trong thư nữa đó là ai chẳng lẽ là kẻ chủ mưu thật sự hắn xuất hiện khi tôi sắp chết hay là đã sớm ở bên cạnh tôi rồi vậy kẻ đó là ai tuy những cái đầu mối chúng tôi biết được lúc này cũng vẫn còn là quá ít nhưng đã trải qua tứ khổ chúng tôi cũng có thể phần nào tìm hiểu được cái cách vận hành của quỷ chú này bằng không thì đến chết cũng không biết vì sao mình chết mất cho nên việc có thể làm lúc này chỉ là chờ đợi chờ tới tứ khổ tiếp theo hay phải nói chính xác là thử thách kiên nhẫn, thử thách lòng tin với một cái con quái vật vô hình nào đó. Để xem trước khi cái chết đến, chúng tôi có thể kiên trì vạch trần chân trướng sự thật ra hay không? Bạch giật vỗ nhẹ lên tay của tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, thấy cái vẻ mặt anh ta cũng tràn đầy kiên định. Chúng tôi không biết nguy hiểm kế tiếp sẽ là cái gì, không biết nó sẽ như thế nào. Thế nhưng vì sống sót, chúng tôi cần phải chờ, chỉ cần có một tia hy vọng, tuyệt đối sẽ không buông tay.